Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cuộc sống của TK tại Canada. Cảm ơn các bạn sáng nay đã cùng TK đi ra vườn và thu hoạch một ít rau củ quả. Để bây giờ mình suy nghĩ xem mình sẽ làm gì cho bữa trưa hôm nay cho gia đình của mình nhé. Sáng nay mình có cà rốt nè, củ dền nè, kale nè. Kale là cải xoăn đó các bạn. Cải xoăn mình có hai loại, màu tím hoặc là màu xanh. TK trồng loại màu tím. Màu tím TK trồng 4 cây, màu xanh TK có rất là nhiều. Nhưng mà thường là mình trồng để mình đi cho nhiều hơn, chứ còn ăn hoặc là uống thì nhà TK rất là ít. Để xem hôm nay mình sẽ làm món gì nha. Hey. Oh. Got anything good to drink? And something to drink. How about juice? Yeah, that's what I was thinking. Vegetable juice. Okay. What you got? Let's make something red today. Red, okay. Okay. So maybe we have some carrot. And maybe we choose all the kale then. Okay? Kale? Sure. I'd like that. Maybe some tomato? Mm-hmm. Maybe one, huh? One tomato. And... beets? Yes. Sure. One. Two. This one. And maybe some apples? Yeah. And this one too? Let's try it. Ok. Anh Phan muốn uống nước ép rau củ quả cho nên chắc hôm nay TK sẽ làm nước ép rau củ màu đỏ cho anh Phan nhé. Thì mình chỉ lựa những cái gì mà màu đỏ mình bỏ vào chung với nhau thôi các bạn. Ở đây TK có một số lá cải xoăn. TK sẽ bỏ cải xoăn rồi cà chua. Ngoài ra mình có cà chua, cà rốt, củ dền, một vài trái táo, chanh với lại cái ớt chuông màu đỏ. Cái nữa chưa có chín, mới chín có nửa trái thôi mà thôi mình cứ bỏ vô luôn. Need this? Yes. So these are apples from our tree. Mm-hmm. You want to cut this one? Đây là những quả ớt chuông TK hái ở trong vườn của mình. Người ta nói rằng ớt chuông nó có quả đực và quả cái. Khi mà mình muốn nấu ăn thì mình nên nấu quả đực. Còn khi mà mình ép uống nên chọn quả cái, tại vì quả cái nó sẽ ngọt hơn rất là nhiều. Để phân biệt các bạn nhìn đây là cái cuốn ha. Mình quay ở dưới lên, ở đây chia ra làm 3. Nếu mà chia ra làm 3 là trái đực. Còn nếu mà chia ra làm 4, 1, 2, 3, 4 là quả cái. Đây là quả cái mình sẽ sử dụng để ép các bạn nhé, tại vì nó sẽ ngọt hơn. Quả đực thì cái thịt nó sẽ chắc hơn. Người ta nói là nếu mà mình xào hoặc là mình làm ăn, mình chế biến mình thì nó sẽ ngon hơn. Cho nên mình thử hôm nay coi như thế nào nha. Thank you.
ready so, to try. It's all ready, huh? It's ready. Can we eat this? I think so. Yeah. Yeah. But the leaves, I think. Okay. You like good it? Good stuff, yeah. Mmm. Cheers. Not too bad, huh? It's good. No ginger today, though, huh? No ginger. How come? Sorry, I don't have any left. You're all out? Yeah. Well, we gotta fix that. But I think the ginger will make it much better. Still, it tastes fine. This one tastes really good, actually. So, would this be considered like a health drink? Very healthy. Very healthy. Thường thì Kay không thích ăn kale, là cải xoăn đó, thì Kay không thích ăn. Thì Kay cũng không có ăn ớt chuông. Thì Kay không thích cái mùi của ớt chuông. Nhưng mà khi mà mình ép vô chung như vậy, các bạn sẽ không có cảm nhận được mùi của ớt chuông. Mình nhiều khi mình cố gắng để mình xem thử cái mùi như thế nào, các bạn không có nghe được cái mùi đó ở trong đây. Tại vì những cái mùi khác nó sẽ lấn át cái mùi đó. Cho nên nếu mà các bạn ép được sẽ rất là tốt cho sức khỏe của mình. Mình gọi là nước ép màu đỏ nha các bạn. Bình thường thì Kay sẽ bỏ gừng vô. Có gừng vô nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Nhưng mà hôm nay tại vì nhà thì Kay hết gừng rồi, cho nên không có gừng. Không có gừng nó sẽ không ngon bằng khi có gừng, chứ cũng không phải là dở các bạn nha. Không có gừng uống vẫn rất ngon, nhưng mà có gừng sẽ ngon hơn nữa. Cho nên các bạn cố gắng đừng có quên gừng. Shall we try the green one next time? Sure. You mean green kale? No. Green juice. This one all red, right? Next time will be all green. Okay. Supposed to be really good for your health. So think of the health. Good stuff, huh? Yeah. Ah, I'm too full. Are you full? It does feel, yeah. Uống xong một cái ly này no luôn các bạn. Cảm ơn các bạn đã cùng theo dõi với anh Phan và Tika hôm nay nhé. Chúc các bạn lúc nào cũng vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Bye bye. Bye bye.